Hello, xin chào tất cả các bạn đến với kênh du học Nhật Bản của Tùng Râu. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi xem tiết mục của sinh viên Nhật Bản. Bây giờ trời trói nắng quá, nhìn mặt mình đen thui lui hết rồi. Và xem một số tiết mục biểu diễn của các bạn sinh viên Nhật Bản rất là hay. Các bạn hãy đón xem nha.